Ok, xin chào các bạn Casio fan yêu quý của Velo. Và trong video clip ngày hôm nay thì mình sẽ đập hộp phiên bản AE1005WH1A và hướng dẫn các bạn chỉnh giờ cái phiên bản đồng hồ Casio điện tử hoàn toàn mới này. Và như các bạn đã biết thì chúng ta đã có hai phiên bản, hai dòng mới cho dòng đồng hồ Casio điện tử dòng đời AE. Và bây giờ thì chúng ta đã có thêm 1004 và 1005. Và cái module của AE1005 là module mới nhất bây giờ và nó sẽ tiếp tục bổ sung cho chúng ta nhiều sự lựa chọn hơn trong cái thiết kế của những cái dòng Casio điện tử. Đó. Và AE1005 thì ngay sau khi được Belo giới thiệu chính thức cho các bạn ở trên toàn quốc thì đã nhanh chóng được lòng rất rất là nhiều các bạn Casio fan ở trên cả nước, và do đó thì đi kèm với đó là những cái yêu cầu về cách chỉnh giờ. Đó, thì cũng sẽ ngày càng nhiều hơn, và do đó là mình sẽ xin thực hiện video clip này để có thể show nhanh cho các bạn, và để các bạn chúng ta chưa mua hoặc là chúng ta đang tìm kiếm một chiếc đồng hồ Casio điện tử thì chúng ta có thể tham khảo cái phần này. Với AE1005 thì chúng ta vẫn sẽ có được những cái tính năng làm nên tên tuổi của những cái phiên bản AE1002 rất là nổi tiếng ở trên thị trường rồi. Như là gì, chúng ta sẽ vẫn sẽ có 10 year battery life, tức là cái pin của chúng ta nó sẽ sử dụng hệ thống pin thường. Tuy nhiên thì nó vẫn sẽ có tuổi thọ pin lên đến 10 năm. Đó, đây là một tuổi thọ pin cực kỳ dài. Và AE1005 thì các bạn sẽ thấy là chúng ta sẽ có một cái màn LCD, màn số cực kỳ lớn, và những cái thông tin của nó thì cũng hiển thị rất là sắc nét để giúp cho các bạn sử dụng trong cuộc sống hàng ngày rất là dễ dàng. Đó, một lát nữa thì mình sẽ nói nhiều hơn về cái mặt đồng hồ của AE1005. Chúng ta vẫn sẽ có bấm giờ thể thao với độ chính xác 1/100 giây này. Dual time, chúng ta xem được song song cùng lúc hai múi giờ này. Chúng ta sẽ có được những cái âm operation sound, thì khi mà các bạn bấm nút thì chúng ta sẽ có những cái âm bàn phím. Chống nước thì chúng ta vẫn sẽ có cái mức chống nước là 100 m, và có đèn led, và nó sẽ không chỉ có một cái module đèn led như thông thường nữa, mà chúng ta sẽ gồm có hai module đèn led. Và đèn led của AE1005 thì trong quá trình sử dụng thực tế mình sẽ thấy là nó sáng lên rất là tốt. Ok rồi, và xin chào các bạn với AE1005WH1A. Thì ở cái phiên bản AE1005 này thì chúng ta sẽ gồm có hai phối màu là AE1005WH1A và AE1005WH8A. Thì cái phiên bản 1A nó sẽ là dây đen, đó, vỏ đen, và chúng ta sẽ có màn LCD chủ động với nền trắng và tách đen. Còn cái phiên bản WH8A thì hiện tại thì Belo Hồ Chí Minh đang có sẵn, tuy nhiên thì Belo Hà Nội thì đang hết hàng cái mẫu AE1005WH8A, thì mình do đó là mình sẽ chưa đập hộp cho bạn xem được ngay. Tuy nhiên thì trong thời gian tới thì khi mà về thì mình cũng sẽ đập hộp nốt cho bạn xem cái phiên bản AE1005WH8A, thì nó sẽ có màu xám, vỏ xám, và chúng ta sẽ có màn LCD bị động với nền trắng, nền đen và tích trắng. Đó, nó chỉ khác biệt về màu thôi, còn các chức năng thì nó sẽ giống hệt nhau. Và các bạn mua hàng thì chúng ta hoàn toàn, các bạn có ở Hà Nội thì chúng ta hoàn toàn có thể đặt mua online, thì chi nhánh Hồ Chí Minh của Belo cũng sẽ chuyển hàng ra ngoài Hà Nội và các tỉnh miền Bắc cho các bạn. Và tương tự thì các bạn ở trong Hồ Chí Minh thì chúng ta có thể ngay bây giờ chúng ta có thể qua mua trực tiếp tại Belo Hồ Chí Minh, cũng như là chúng ta đặt mua online để Belo có thể ship và tận nơi cho các bạn. Rồi. Ok, và chúng ta sẽ vẫn gồm có 4 nút này: Adjust Mode, về Start và Line. Về thiết kế thì AE1005 chúng ta sẽ có được cái thiết kế mặt tròn, và cùng với đó chúng ta cũng sẽ có được cái thiết kế mô phỏng 4 cái đinh ốc, nó rất là quen thuộc trên cái dòng G-Shock GA900. Các bạn nào mà chúng ta muốn sở hữu những cái phiên bản mong cách nó thể thao một chút và mức giá nó nhẹ nhàng thì đây sẽ là một cái sự lựa chọn rất là hợp lý. Và mức giá niêm yết chính thức của AE1005 cho cả hai phiên bản phối màu WH8 và WH1A của chúng ta nó sẽ chỉ là 1.184.000 mà thôi. Và với mức giá sale cực kỳ ưu đãi tại Belo thì các bạn sẽ chỉ cần bỏ ra khoảng 900.000 để các bạn sở hữu được cái phiên bản AE1005 này. Đó, cùng với đó là chúng ta sẽ có những cái bộ ba đảm bảo như là tem vàng chống giả phía sau nắp lưng này. Đó, để giúp cho các bạn yên tâm, đây là sản phẩm chính hãng và phân phối chính thức tại thị trường Việt Nam. Chúng ta sẽ có tag bảo hành điện tử để giúp cho các bạn nhận được cái chế độ bảo hành 1 năm cho thân máy trên toàn quốc và vào thông qua số điện thoại của các bạn, nó rất là tiện lợi. Và Belo sẽ tặng kèm cho các bạn cái thẻ thay pin miễn phí trọn đời để giúp cho các bạn không bao giờ phải lo lắng về đồng hồ khi mà chúng ta hết pin, và tuổi thọ pin của nó là 10 năm, do đó là có sẽ phải rất là lâu nữa. Khi mà các bạn mua AE1005 thì chúng ta mới phải qua Belo thay pin 10 năm với hệ thống pin đơn. Rồi, và kích thước vỏ của AE1005 nó sẽ là 54,4 mm cho chiều cao, 51,2 mm cho bề ngang, và chúng ta sẽ có 15,7 mm cho độ dày. Tổng trọng lượng của nó rất là nhẹ, nó là 57 gram, thì nó sẽ cho chúng ta một cái độ thoải mái
khi mà chúng ta sử dụng. Đây thì mình đánh giá là một cái phiên bản rất là dễ mua, giá rất là rẻ, và chúng ta đeo lên, và các bạn có cổ tay đó, cổ tay khoảng 16 cm như mình thì các bạn sẽ đeo rất là đẹp với phiên bản này. Nó sẽ là một cái phụ kiện rất là nhẹ nhàng, đó, dễ mua, giá rẻ và có những cái chức năng tiện ích để giúp cho các bạn chúng ta có thể đeo khi mà chúng ta chơi thể thao, ví dụ là chúng ta chơi cầu lông, chúng ta chơi tennis, hoặc là đặc biệt là chúng ta tập chạy đó, thì chúng ta sử dụng những cái phiên bản này sẽ cực kỳ là tuyệt vời, chống nước tốt, chúng ta đi bơi được đó, mồ hôi các thứ, mưa thì chúng ta không bao giờ phải ngần ngại rồi. Ok, mặt dial của AE1005 nói chung thì mình đánh giá nó rất là cao vì nó sẽ có một cái màn LCD rất là lớn và có một cái độ tương phản tốt giúp cho các bạn xem giờ như các cái thông số cực kỳ là dễ dàng đó. Những cái thông số, những cái thông tin khác thì cũng được Casio họ trang bị cho chúng ta như là alarm này, báo thức này, chronograph này, bấm giờ thể thao đó, và chúng ta sẽ có bấm giờ thể thao đếm xuôi và countdown timer bấm giờ đếm ngược, water resist 100m nó sẽ là chống nước ở mức 100m giúp cho các bạn có thể đi bơi, đi biển và chúng ta đi mưa rửa tay thoải mái đó. Và chúng ta sẽ gồm có 5 cái chế độ báo thức, alarm 1, alarm 2, alarm 3, alarm 4, alarm 5 đó. Thì khi mà các bạn bật báo thức lên đó thì chúng ta sẽ thấy cái ô chỉ báo và chúng ta vẫn sẽ có cái âm báo tròn giờ, signal rồi. Và các bạn có thể thấy là mặt dial của AE1005 nó rất là rõ và rất là đẹp như thế này. Chúng ta sẽ có một cái bộ đếm giây đó, ở phần phía bên phải của mặt dial, và cái mặt này thì nó sẽ giúp cho chúng ta nhìn đồng hồ một cách sinh động hơn rất là nhiều. Rồi, chúng ta vẫn sẽ có những cái thông tin để chúng ta rất là tiện ích sử dụng trong cuộc sống hàng ngày, như là ngày mùng 7 tháng 5 này, đó, thứ 6 này. Rồi, và ở đây chúng ta sẽ có giờ số này. Đó. Ok, và mình cũng sẽ hướng dẫn sử dụng cho các bạn luôn nha. Thì các bạn vẫn sẽ gồm có 4 nút adjust mode, start và line. Cái nút line này thì chúng ta là bật đèn này. Thì ở hiện tại thì cái ở trên bản livestream của Velo hiện tại thì nó sẽ có cường độ sáng rất là lớn vì rất là nhiều đèn đang chiếu vào đồng hồ để cho các bạn xem nó rõ hơn. Do đó là các bạn sẽ thấy là cái đèn của nó chúng ta sẽ không quá sáng được. Tuy nhiên thì khi mà các bạn bật đèn lúc buổi chiều tối hoặc là trong bóng tối thì các bạn sẽ thấy là đèn của AE1005 rất là tốt trong tầm giá. Và chúng ta sẽ dùng nút adjust để truy cập này, nó cũng tương tự như G-Shock thôi. Để chỉnh giờ thì chúng ta sẽ dùng nút adjust để truy cập này, thì các bạn sẽ thấy là cái các thông số nó sẽ nhấp nháy ở đây đó. Chúng ta sẽ chỉnh cái thông số nào thì chúng ta sẽ dùng nút mode này để chuyển, adjust để truy cập, mode để chuyển, start để tăng và live để giảm. Nó hoàn toàn tương tự như là những chiếc G-Shock GA100 hay là 110 các bạn mà chúng ta đã sử dụng những cái phiên bản G-Shock và những cái Casio điện tử trước rồi, thì chúng ta sẽ cảm nhận rất là dễ dàng chúng ta làm quen. Ví dụ bây giờ chúng ta đang là 12:24 này đó, chúng ta sẽ có dùng nút start này đó, để chúng ta chỉnh lên 12 này rồi, và dùng nút mode này để chúng ta chỉnh phút này, để chuyển qua thông số phút, và bây giờ là 12:43. Ok, rồi. Tiếp tục và chúng ta chỉnh 5 này. Mặc định của nó thì Casio họ sẽ để là 2010, và do đó chúng ta sẽ chỉnh. Đó, và chúng ta dùng nút Start để tăng nha. Đó. Thì khi mà các bạn có nhỡ chỉnh tăng lên thì chúng ta chỉ cần giữ nút Start để nó chạy theo một vòng, và chúng ta sử dụng được 2002, các bạn có thể thấy là lịch điện tử của chúng ta nó sẽ tối đa là năm 2099, thì vẫn còn 78 năm sử dụng nữa, thì mình nghĩ là đấy là thời gian quá đủ cho chúng ta sử dụng 2005. Rồi, và chúng ta chỉnh tháng này. Rồi, 10 này, tháng 10 này. Và bây giờ là ngày 22 này. Chúng ta chỉnh đúng ngày tháng năm thì lập tức là đồng hồ chúng ta nó sẽ về được đúng thứ nha các bạn. Các bạn có thể thấy là khi mà chúng ta chỉnh đúng ngày tháng năm, ví dụ là 22 tháng 10 năm 2021, thì lịch của nó sẽ tự động tính được thứ, thì nó sẽ là Friday đó, và Monday, Tuesday thì nó sẽ hiện ở đây. Ok, và đó là cái cách chỉnh giờ cho AE1005 rất đẹp, và các bạn nhìn cái dial của nó rất là tuyệt vời vì nó rất là to, và đây là một cái phiên bản cực kỳ là đáng mua, rất nhẹ đó, và mình cực kỳ thích cái AE1005 này ở cái màn hình của nó, rất là tuyệt vời. Rồi, tiếp tục thì chúng ta dùng nút mode để chúng ta chuyển sang các cái chức năng khác. Ví dụ ở đây chúng ta đang chuyển sang cái chức năng alarm là báo thức, thì chúng ta sẽ gồm có 1, 2, 3, 4, 5 chế độ giờ báo thức, và các bạn sẽ dùng cái nút start này đó, trong cái chế độ báo thức nha, để các bạn chuyển giữa các cái chế độ báo thức khác nhau đó, 1, 2, 3, 4, 5 đó, và hết 5 thì chúng ta sẽ đến cái phần signal hay là âm báo tròn giờ, thì các bạn sẽ bật tắt này đó, bật tắt ở nút adjust rồi bật này. À, thì khi mà các bạn bật như thế này thì nó sẽ có cái biểu tượng chiếc chuông này, thì cứ đồng hồ nó cứ tròn giờ không không, ví dụ là 1:00, 2:00
thì nó sẽ kêu píp píp lên và các bạn cảm thấy khó chịu về tiếng đó thì các bạn tắt nó đi. Đó. Ok, các bạn bật tắt ở nút adjust nè. Đó, và tiếp tục các bạn chỉnh báo thức này, bật lên này. Rồi, ở đây chúng ta đang là báo thức 1 thì khi mà các bạn bật báo thức 1 lên thì chúng ta sẽ có cái alarm này luôn. Đó, các bạn sẽ thấy là cái alarm này nó sẽ sáng lên và chúng ta sẽ có thể bật cái báo thức lặp snooze. Đó, là các bạn ấn thêm một lần nữa thì các bạn sẽ thấy chữ SNZ này nó hiện lên thì nó sẽ là cái chức năng báo thức lặp. Rồi, và các bạn cứ bấm nút adjust đến khi mà hai ký hiệu nó biến mất thì tức là chúng ta đang tắt báo thức và chúng ta không bật báo thức. Và các bạn chỉ bật báo thức một lần thì các bạn chỉ cần ấn một lần. Các bạn bật báo thức lặp đó thì chúng ta sẽ ấn hai lần và ấn thêm một lần thứ ba thì chúng ta sẽ tắt hoàn toàn đi. Và để chỉnh giờ thì chúng ta giữ nút adjust đó, tương tự chỉnh giờ báo thức tương tự như là cách chúng ta chỉnh giờ chính. Đó. Và ở đây chúng ta sẽ có cái chỉnh giờ này, và tiếp tục ấn nút mode này để chúng ta chuyển. Rồi chúng ta bật báo thức là 7 giờ 10 sáng đấy. Ok, các bạn chỉnh như vậy. Đó, và sau đó các bạn ấn nút adjust để thoát ra. Và như vậy thì các bạn sẽ thấy là báo thức nó đang bật lên. Đó, thì các bạn có thể ấn thêm một lần nữa để bật báo thức lặp và các bạn ấn thêm một lần nữa để chúng ta tắt báo thức đi. Rồi, và tương tự thì các bạn chuyển sang các cái báo thức khác. Ở start này, các bạn có thể đặt được cùng lúc 5 giờ báo thức. Đó. Các chỉnh hoàn toàn tương tự, bật này. Và bật này và chúng ta sẽ bật tắt này. Và chỉ có duy nhất cái alarm 1 thì nó sẽ có cái báo thức lặp. Còn với các cái alarm từ 2, 3, 4 trở đi, 2, 3, 4, 5 trở đi thì chúng ta sẽ là báo thức đơn thôi. Báo thức một lần chứ nó không lặp được như báo thức 1. Đó, ở đây các bạn sẽ thấy là mình bật cả 5 cái báo thức này lên. Thì các bạn sẽ... Đó, ok, và các bạn sẽ nhìn thấy viền này. Đó, nó biểu trưng cho chúng ta có... năm cái báo thức của chúng ta đang được bật lên. Đó, và mình sẽ tắt từng cái một này. Đó, rất là dễ dàng. Ok. Rồi. Rồi, và như vậy thì các bạn đã nắm được cái bật báo thức rồi đúng không ạ? Và chúng ta dùng nút mode để chúng ta chuyển tiếp sang cái chức năng tiếp theo. Và ở đây chúng ta sẽ có TR này, nó chính là Countdown Timer. Thì chúng ta sẽ có được cái thời lượng bấm giờ đếm ngược tối đa là 24 giờ. Thì các bạn có thể thấy ở đây, đó, các bạn vẫn start này, đó, stop này, bắt đầu này, dừng lại này, và chúng ta reset này, ok, và chúng ta có thể chỉnh được cái thời gian đếm ngược, ví dụ ở đây chúng ta có thể bấm là 1 tiếng này, đó, 1 tiếng 10 phút này, ok, đó, phát ra, và đây chúng ta ấn nút start, rồi, và các bạn sẽ thấy là chúng ta chỉnh được cái bấm giờ đếm ngược, và nó sẽ là bấm giờ đếm ngược chính xác từng giây, ok. Reset, rồi. Adjust, để chúng ta chỉnh. Đó. Thời gian đếm ngược nó tối đa là 24 giờ, rồi là các bạn chỉnh đến 23. Đó. Ví dụ các bạn muốn bấm giờ đếm ngược là 30 phút chẳng hạn, cho một trận bóng đá. Ok, đó. Và các bạn ấn nút này, thoát ra, adjust truy cập, mode để chuyển, start để tăng. Đó. Thì các bạn cứ nhớ ba cái chức năng đó thì các bạn sẽ thao tác rất là dễ dàng. Rồi, start này, stop này. Reset, rất là đơn giản như vậy. Rồi, và chức năng cuối cùng nó là stopwatch, bấm giờ thể thao. Thì ở bấm giờ thể thao chúng ta có độ chính xác đến 1/100 giây. Thì các bạn có thể thấy là phần trăm giây nó sẽ chạy rất là nhanh ở phía góc trên bên phải này. Và nó viết tắt của chế độ này là ST, tức là stopwatch. Và chúng ta sẽ có giờ này, phút này, giây này. Đó. Và ở đây thì chúng ta sẽ có được một cái dải phần trăm giây. Đó. Rất là sinh động. Và đây sẽ là một cái phiên bản rất hay để cho chúng ta sử dụng trong cuộc sống hàng ngày và với một cái mức giá quá là rẻ và rất hợp lý với những cái gì nó đem lại. Đó, và chúng ta sẽ có cái giờ quốc tế nữa. Ok, các bạn có thể xem được song song cùng lúc hai múi giờ. Đó, các bạn có thể cài đặt thêm một múi giờ nữa ở đây để các bạn là xem được hai múi giờ cùng lúc. Đó, chúng ta có thể đặt múi giờ của Tokyo chẳng hạn. Ví dụ Tokyo chúng ta sẽ nhanh hơn Hà Nội của chúng ta là 2 giờ đồng hồ. Đó, thì chúng ta có thể chỉnh như này. Đó. Bây giờ chúng ta đang là 12 giờ 50 phút, thì Tokyo họ sẽ là 14 giờ 50 phút. Rồi, chỉnh là thoát ra. Và các bạn có thể thấy là chúng ta có thể xem được hai cái thông số giờ cùng lúc. Rồi, và trong cái khi mà các bạn xem giờ ở cái chế độ xem giờ bình thường này, đó, thì nó sẽ hiện thứ và ngày tháng ra. Thì ở chế độ này thì các bạn có thể đổi giữa hai cái định dạng giờ là 12 24 giờ. Qua nút start này, các bạn thấy là khi mà các bạn chuyển sang 12 giờ thì khi với giờ chiều, 12 giờ trưa thì nó sẽ hiện thêm cái PM cũng như là một lát nữa thì nó lên 13 giờ là 1 giờ thì nó sẽ là 1 giờ PM. Ok, và các bạn có thể
chuyển sang cái chế độ 24 giờ để tránh nhầm lẫn giữa giờ sáng và giờ chiều một cách hoàn toàn dễ dàng. Và trong cái chế độ này thì các bạn hoàn toàn có thể bật đèn lên, và hai cái module đèn thì nó sẽ trang bị ở góc khoảng 4 giờ, là 4 giờ và 8 giờ. Đó. Và đèn led của nó sẽ là đèn led nâu vàng. Ok, và như vậy thì mình vừa mới giới thiệu cho các bạn cái cách chỉnh giờ cho AE 1005, đập hộp cho các bạn xem. Thì khi mà các bạn nhận đặt mua AE 1005 tại Belo thì chúng ta cũng sẽ nhận được đầy đủ những cái bộ phụ kiện như mà Belo vừa mới giới thiệu cho các bạn xem. Chúng ta sẽ có hộp đi kèm này, túi đi kèm này, và chúng ta sẽ gồm có tem vàng chống giả phía sau nắp lưng, có tag bảo hành chính hãng 1 năm trên toàn quốc đi kèm, và chúng ta sẽ kích hoạt điện tử thông qua cái mã code ở phần thẻ cào này đó. Và Belo cũng sẽ tặng kèm cho các bạn cái thẻ thay pin miễn phí trọn đời, và các bạn có thể đến trực tiếp hai địa chỉ của Belo để các bạn có thể mua trực tiếp phiên bản AE 1005 cũng như là hàng vạn chiếc đồng hồ Casio khác có mặt trực tiếp tại Belo Lê Thái Tổ, tại Belo Lê Thái Tổ và Belo Nguyễn Trãi, số 100 Nguyễn Trãi, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, và Belo Lê Thái Tổ số 46 Lê Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. Và các bạn có thể liên hệ trực tiếp đến Belo qua website belo.vn hoặc là hotline 028-6672-1868, hotline Hà Nội là 024-6686-9898. Ok, và rất là cảm ơn sự theo dõi của các bạn trong video clip ngày hôm nay, và rất mong qua video clip này thì cũng đã giải đáp được đến những cái thắc mắc của các bạn về cách chỉnh giờ cho AE 1005, mà mình cũng có nhận được một số yêu cầu trong buổi sáng ngày hôm nay. Rồi, và rất mong sớm gặp lại các bạn trong các video clip tiếp theo. Mình xin phép được kết thúc video clip ngày hôm nay tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại.